khi có kế hoạch sinh em bé, tôi đã rất lo lắng sẽ mất đi mái tóc dài, dày, suôn mượt của mình. Là một dược sĩ, tôi đã tìm mua củ hà thủ ô về tự bào chế theo cách cổ xưa nhất và sử dụng. Các bạn thấy đấy, tôi vẫn giữ được mái tóc đặc biệt của mình. Ngoài ra, hà thủ ô còn giúp tôi sở hữu một làn da sáng mịn và hồng hào. Vì vậy, tôi đã quyết định tiếp tục bào chế và kinh doanh sản phẩm này để chia sẻ bí quyết của mình với nhiều chị em phụ nữ khác. Tôi đã thành công, và bây giờ tới lượt các bạn. Với sản phẩm hà thủ ô của Lâm Đặc Sản Minh Thúy, các bạn sẽ không còn nỗi lo về rụng tóc và bạc tóc.